Hello, hello, chào các bạn. Chào mừng bạn quay lại với kênh của Thảo Yoga and Fitness. Hôm nay chúng ta sẽ tập chào 5 vòng mặt trời thôi. Thay đổi một chút. Khi các bạn mà không biết tập gì thì chúng ta cứ chào 5 vòng mặt trời. Là tập toàn bộ cơ thể luôn và chúng ta cũng kéo giãn được cơ thể và làm khỏe cho cơ thể của chúng ta nhé. Trước khi vào chào mặt trời thì chúng ta sẽ xoay cổ, xoay vai một chút. Mời bạn ngồi lên thảm này. Chúng ta sẽ đặt hai tay lên đầu gối. Giữ cho lưng thẳng. Hít vào thật sâu, thở ra gập cằm xuống sát ngực. Hít xoay đầu sang phải thật chậm, ngửa đầu ra sau. Thở ra xoay gập cằm xuống. Hai, hít vào xoay đầu lên. Thở ra xoay gập cằm xuống sát ngực. Thêm một vòng nữa, hít vào. Thở ra. Rồi chúng ta xoay ngược lại nhé. Hít vào xoay sang trái. Thở ra xoay gập cằm xuống. Hai, hít vào. Thở ra xoay gập cằm xuống sát ngực. Thêm một vòng nữa, hít vào. Thở ra xoay gập cằm xuống, bạn giữ lại ở đây hít thở đều. 3 2 1. Hít vào chúng ta nâng đầu lên và mở mắt ra. Bây giờ chúng ta sẽ đứng lên thảm nhé. Chào mặt trời 5 vòng để khởi động ngày mới. Bạn đứng lên đầu thảm này, cách thảm 20 cm. Hai chân khép sát hoặc là cách nhau bằng hông, 10 ngón chân chúng ta chĩa về hướng trước. Hít vào thật sâu, thở chắp hai tay trước ngực. Hít vươn hai tay lên, cong lưng siết mông. Thở ra, cúi gập người xuống, tay chống cạnh hai bàn chân. Ở đây nếu bạn có đau gối thì co nhẹ lại nhé. Hít bước chân phải ra sau, hạ gối mắt nhìn lên. Nín đưa chân trái ra sau, tấm ván siết chặt bụng mông đùi. Hạ hông xuống một chút, hạ bàn tay xuống, hạ cườm tay xuống, đúng rồi. Thở gối, ngực trán chạm thẳng. Hít trườn lên rắn hổ mang. Thở ra chữ V ngược, chống mũi chân đẩy mông lên. Hít bước chân phải lên giữa hai tay, hạ gối trái luôn mắt nhìn lên. Thở chúng ta bước chân phải lên, à chân trái lên, cúi gập người xuống. Hít vào vươn hai tay lên, cong lưng siết mông, ngả người ra sau. Thở ra hạ tay xuống, đổi bên. Hít vào, thở chắp tay. Hít vươn tay lên, ngả người ra sau, uốn cong lưng. Thở ra cúi gập người xuống, tay chống cạnh hai bàn chân. Hít bước chân trái ra sau. Hạ gối, ngửa lòng bàn chân, mắt nhìn lên. Hạ, rồi chúng ta chống hai tay, hạ cườm tay xuống nhé. Bước chân phải ra sau về tấm ván, xòe nhẹ các ngón tay. Thở gối, ngực trán chạm thẳng. Hít trườn lên rắn hổ mang. Thở ra, chống mũi chân, đẩy người lên chữ V. Ở đây nếu bạn căng quá thì chúng ta bước nhẹ chân lên một chút. Hít bước chân trái lên giữa hai tay, hạ gối phải luôn, mắt nhìn lên. Thở chúng ta bước chân phải lên, cúi gập người xuống. Kéo trán sát vào đầu gối. Hít vào vươn hai tay lên, cong lưng siết mông, ngả người ra sau. Thở ra hạ tay xuống, vòng hai nhá. Hít vào, thở chắp tay. Hít vươn tay lên, ngả lưng ra sau. Thở ra cúi gập người xuống, tay chống cạnh hai bàn chân. Hít bước chân phải ra sau. Hạ gối, ngửa lòng bàn chân phải, mắt nhìn lên. Nín, hạ cườm tay xuống này, đưa chân trái ra sau, tấm ván siết chặt bụng mông đùi, đẩy vai lên. Dựng gót chân lên trần nhà ấy. Đúng rồi, thở gối, ngực trán chạm thẳng. Hít trườn lên rắn hổ mang. Ngửa lòng bàn chân, mắt nhìn lên. Thở ra kiện mũi chân, đẩy người lên chữ V. Duỗi vai ra sau nhé. Hít bước chân phải lên, hạ gối trái, mắt nhìn lên. Thở bước chân trái lên, cúi gập người xuống, kéo trán sát vào đầu gối. Hít vào vươn tay lên, ngả lưng ra sau. Thở ra hạ tay xuống, chúng ta đổi bên nhé. Hít vào, thở chắp tay. Hít vươn tay lên, ngả lưng. Thở ra cúi gập người xuống, kéo trán sát vào đầu gối, tay chống cạnh hai bàn chân. Hít bước chân trái ra sau, hạ gối, mắt nhìn lên. Nín đưa chân phải ra sau, tấm ván bạn hạ cườm tay xuống, dựng mũi gót chân lên trần nhà, đúng rồi. Thở gối, ngực trán chạm thẳng. Hít trườn lên rắn hổ mang. Thở chữ V ngược. Duỗi vai ra sau, đúng rồi. Hít bước chân trái lên giữa hai tay. Hạ gối phải, mắt nhìn lên. Thở bước chân phải lên, cúi gập người xuống, kéo trán sát vào đầu gối.
Hít vươn tay lên, cong lưng siết mông. Thở ra hạ tay xuống, vòng 3 nhé. Hít vào, thở chắp tay. Hít vươn tay lên, ngả người ra sau cây lâu. Thở ra, cúi gập người xuống, tay chống cạnh hai bàn chân. Hít bước chân phải ra sau, hạ gối, mắt nhìn lên. Nín, chúng ta chống tay này, đưa chân trái ra sau. Hạ cườm tay xuống, đẩy hông lên. Nâng đùi lên, nâng đùi lên. Đúng rồi. Thở gối, ngực trán chạm thẳng. Hít bạn trườn lên, rắn hổ mang. Thở ra, chống mũi chân đẩy người lên chữ V. Chuỗi vai ra sau hết cỡ nhé. Ấn hai gót chân xuống. Hít bước chân phải lên. Hạ gối trái luôn, mắt nhìn lên. Ngửa lòng bàn chân trái lên. Thở bước chân trái lên. Cúi gập người xuống. Hít vươn tay lên, cong lưng. Ngả người ra sau. Thở ra hạ tay xuống. Đổi bên. Hít vào, thở chắp tay. Hít vươn tay lên. Thở ra, cúi gập người xuống. Kéo trán sát vào đầu gối. Hít bước chân trái ra sau. Hạ gối mắt nhìn lên. Nín, đưa chân phải ra sau. Tấm ván, siết chặt bụng mông đùi, nâng đùi lên nhá. Thở gối, ngực trán chạm thảm. Hít trườn lên, rắn hổ mang, ngửa lòng bàn chân, mắt nhìn lên. Thở chữ V ngược. Ấn hai gót chân xuống, đẩy vai, duỗi vai, đẩy mông lên. Hít bước chân trái lên, hạ gối phải luôn. Thở chúng ta bước chân phải lên, cúi gập người xuống. Thả lỏng đầu cổ. Hít vào vươn hai tay lên, ngả lưng ra sau. Thở ra hạ tay xuống, thêm hai vòng nữa nhé. Vòng 4, hít vào, thở chắp tay. Hít vươn tay lên, ngả người ra sau. Thở ra cúi gập người xuống. Kéo trán sát vào đầu gối. Hít bước chân phải ra sau. Hạ gối luôn, mắt nhìn lên. Nín, đưa chân trái ra sau. Tấm ván, siết chặt bụng mông đùi, nâng đùi lên. Thở gối, ngực trán. Hít vào trườn lên, rắn hổ mang. Thở ra, chống mũi chân đẩy người lên chữ V. Hít bước chân phải lên. Hạ gối trái luôn, mắt nhìn lên. Thở bước chân trái lên, cúi gập người xuống. Kéo trán sát vào đầu gối. Hít vào vươn hai tay lên, ngả lưng ra sau. Thở ra chúng ta hạ tay xuống, đổi bên. Hít vào, thở chắp tay. Hít vào vươn tay lên, ngả lưng ra sau. Thở ra cúi gập người xuống. Tay chống cạnh hai bàn chân, kéo trán sát vào đầu gối. Hít bước chân trái ra sau, hạ gối luôn, mắt nhìn lên. Nín, đưa chân phải ra sau. Tấm ván. Thở gối, ngực trán chạm thẳng. Hít vào trườn lên, rắn hổ mang. Thở ra chữ V ngược. Ấn hai gót chân xuống, đẩy mông lên. Hít bước chân trái lên, hạ gối phải, mắt nhìn lên. Thở bước chân phải lên, cúi gấp người xuống. Hít vào vươn tay lên, cong lưng siết mông. Thở ra hạ tay xuống. Thêm một vòng nữa nhé. Hít vào, thở chắp tay. Hít vươn tay lên, ngả lưng ra sau. Thở ra cúi gập người xuống. Hít bước chân phải ra sau, hạ gối luôn. Nín, chúng ta đưa chân trái ra sau. Tấm ván nhé, siết chặt bụng mông đùi, nâng đùi lên. Thở gối, ngực trán. Hít vào trườn lên, rắn hổ mang. Thở ra chữ V ngược. Hít bước chân phải lên, cạnh bàn tay phải. Hạ gối trái luôn, mắt nhìn lên. Ngửa lòng bàn chân trái lên. Thở bước chân trái lên. Cúi gập người xuống. Hít vào vươn hai tay lên, cong lưng siết mông. Thở ra hạ tay xuống, thêm một vòng bên trái nữa thôi. Hít vào, thở chắp tay. Hít vươn tay lên. Thở ra cúi gập người xuống. Hít bước chân trái ra sau, hạ gối luôn, mắt nhìn lên. Nín, đưa chân phải ra sau, tấm ván. Thở gối, ngực trán chạm thẳng. Hít trườn lên, rắn hổ mang. Thở ra chữ V ngược, chống mũi chân đẩy mông lên. Hít bước chân trái lên, hạ gối phải, mắt nhìn lên. Thở bước chân phải lên. Kéo trán sát vào đầu gối, thả lỏng đầu cổ. Hít vào vươn hai tay lên. Thở ra hạ tay xuống. Rồi chúng ta sẽ nằm ngửa ra thảm và thở bụng một chút nhé, để nghỉ ngơi và thanh lọc cơ thể của chúng ta sau khi chúng ta tập chào mặt trời.
Bạn nằm ngửa ra thảm đi, trùng gối hạ mông. Hai chân mở rộng. Tay phải chúng ta đặt lên bụng, ngón giữa chạm rốn, tay trái đặt lên ngực. Hít vào bụng phình lên. Thở ra xẹp bụng lại. Hít vào bụng phình lên, căng tròn lên. Thở ra, thở hết, xẹp bụng lại. Hít vào bụng phình căng lên. Thở ra, xẹp bụng lại. Hít vào thật sâu bụng phình lên. Thở ra, xẹp bụng lại. Thêm một nhịp nữa, hít vào. Thở ra, xẹp sát bụng lại. Rồi chúng ta mở mắt ra. Khép hai chân lại nhé. Hít vào, vươn hai tay qua đầu. Vươn dài cuộc sống của chúng ta. Thở ra, bạn hạ tay xuống. Nghiêng người sang bên phải. Ngồi dậy. Buổi tập của chúng ta kết thúc. Nếu bạn muốn xem chi tiết cái bài chào mặt trời này, các động tác kết hợp với hơi thở, thì các bạn vào cái bài chào mặt trời, hướng dẫn chào mặt trời cơ bản. Thảo đã có một cái clip làm riêng rồi nhé. Chúng ta tập cái đó trước thì bạn mới có thể chào 5 vòng liên tục như vậy. Nếu bạn thấy video này bổ ích thì nhớ bấm nút đăng ký kênh, bấm nút like để ủng hộ kênh, chia sẻ cho người khác cùng tập, và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.